Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 1.700 điểm cầu trên toàn quốc. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính Tư pháp Bộ Công an thông tin chuyên đề những nội dung quan trọng của luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì tham mưu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy đã thông tin về chuyên đề xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, theo tinh thần kết luận số 72 ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Bộ Chính trị, định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tham mưu cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, coi trọng tuyên truyền giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.